bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, thịt bò và thịt lợn bị bơm nước. Đó chỉ là vài trong rất nhiều vụ việc mà cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ trong những ngày cuối năm này, khi mà nhu cầu thực phẩm của người dân đang tăng cao. Có lẽ chưa bao giờ người dân lại cảm thấy bất an mỗi khi nghĩ đến bữa cơm gia đình, chứ chưa kể đến mâm cỗ Tết như hiện tại. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu được nhiều tang chứng được các đối tượng sử dụng để bơm nước vào heo, gồm một máy bơm nước, hai ống nhựa mềm dài 4 mét và có gắn van nhựa PVC và các dụng cụ khác. Còn tại Hà Nội, khi kiểm tra tại các cơ sở sản xuất ô mai, một loại thực phẩm được rất nhiều gia đình sử dụng trong dịp Tết, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện chủ cơ sở sử dụng các loại phụ gia không có nguồn gốc xuất xứ. Bất chấp những mối nguy hại với sức khỏe người tiêu dùng, hàng trăm vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được phát hiện dịp cuối năm. Chưa bao giờ người tiêu dùng lại mất niềm tin với thức ăn, nước uống được bán hàng ngày như hiện nay. Ngoài họ cứ đồn vậy cũng khiếp thật, nên là ăn cũng hạn chế, không dám cái đồ hoa quả hay các thứ là nhà gia đình nó cũng hạn chế nhiều, chứ không dám mua linh tinh như này, mua cũng người không quen biết cũng mua. Rất lo lắng bởi vì là mình thấy đài báo nói về rất nhiều về cái thực phẩm bây giờ hiện tại giờ là không được sạch. Thực phẩm nhất là về như là giò với cả miến đấy. Việc người dân lo lắng về những loại thực phẩm sẽ được bày trên mâm cỗ Tết không phải là không có cơ sở. Việc phát hiện các vụ vi phạm thực chất mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Để tăng cường tác tuyên truyền công khai những cái đối với những cái cơ sở mà vi phạm để nhằm khuyến cáo cho người dân biết được để đề phòng và có thể là tẩy chay những cái cơ sở thường bị vi phạm, và đồng thời cũng là tuyên truyền những cái cơ sở mà sản xuất chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm để cho những người dân biết được là những cái địa chỉ đáng tin cậy. Và qua công tác kiểm tra xử lý thì cũng xin khuyến cáo những người dân là không nên gọi là vì ham rẻ mà mua những sản phẩm là lương thực thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những tháng cuối năm luôn được coi là tháng cao điểm về vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với liên tục các vụ vi phạm bị phát hiện. Tuy nhiên, có lẽ để thực phẩm lên bàn ăn thực sự là món ăn có lợi cho cơ thể thì cả 12 tháng trong năm phải đều là tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện chặt chẽ, thay vì hô hào một vài lần trong một vài tháng để rồi sau đó thực phẩm bẩn vẫn nghiễm nhiên có mặt trên bàn ăn của mỗi gia đình.